Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay nặng lãi tín dụng đen. Các ngành các cấp tập trung nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn, siết chặt công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh cầm đồ. Đồng thời tập trung tấn công, trấn áp quyết liệt, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, thường xuyên ra soát, đưa vào diện quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các cá nhân đối tượng có điều kiện biểu hiện phát sinh hoạt động tín dụng đen để phát hiện xử lý kịp thời khi có vi phạm. Chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Mặc dù thời gian qua rất nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy đã bị triệt phá, nhưng tội phạm ma túy vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Các vụ án liên quan đến ma túy cùng số ma túy bắt được ngày càng tăng. Điều này cho thấy tình hình buôn bán trái phép ma túy, chất gây nghiện đang diễn biến hết sức phức tạp. Là mặt hàng siêu lợi nhuận nên càng ngày các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy càng có nhiều chiêu trò thủ đoạn buôn bán hết sức tinh vi manh động. Đáng chú ý, hiện nay đã xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dụng công nghệ hiện đại như thiết bị bay không người lái flycam để quan sát theo dõi các tuyến, khu vực, địa điểm mà chúng dự định sẽ tiến hành vận chuyển mua bán ma túy. Các loại tội phạm quốc tế về ma túy thì đang mong muốn để biến Việt Nam trở thành cái nước trung chuyển về ma túy đi các nước trên thế giới. Và đặc biệt là Thanh Hóa lại là cái địa bàn trọng điểm, có tới hàng trăm km đường biên giáp với Lào, là tỉnh Hòa Phát với Thanh Hóa. Đây cũng là cái địa bàn mà bọn tội phạm, các cái đường dây tội phạm ma túy lớn sẽ lợi dụng để vận chuyển mua bán ma túy vào cái địa bàn Thanh Hóa. Bên cạnh đó, hầu hết các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy đều trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ, khiến cho cuộc chiến với tội phạm ma túy vốn đã cam go lại càng thêm khốc liệt, nguy hiểm. Điều này buộc các lực lượng chức năng, mà nòng cốt là công an, biên phòng, hải quan, phải tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, toàn diện các mặt công tác phòng chống ma túy nhằm kiềm chế tội phạm. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ hủy hoại tài sản gây rối trật tự công cộng tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng hành vi có liên quan. Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 23 tháng 6 năm 2019, tại khu vực nhà hàng Hưng Thịnh 1 thuộc khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa, xảy ra vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng làm 3 người bị thương. Khi quần chúng nhân dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe cứu thương, không cho đi. Sau quá trình tích cực điều tra làm rõ hành vi phạm tội, sáng ngày 26 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc gồm: Trương Phú Huân sinh năm 1982, Trương Phú Hoàng sinh năm 1986, Trương Quốc Lưu sinh năm 1990, Trương Quốc Hùng sinh năm 1997 và Bùi Việt Chiến sinh năm 1992 đều ở xã Hoàng Tiến, Hoàng Hóa vì hành vi hủy hoại tài sản gây rối trật tự công cộng. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc, chợ tạm của Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, thì đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, thành phố phải xử lý dứt điểm khoảng 40 trong tổng số 60 điểm đang tồn tại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gần một tháng sau kế hoạch đề ra, hầu hết các điểm kinh doanh tự phát vẫn tiếp tục hoạt động. Gần một tháng sau giai đoạn cao điểm ra quân dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm, các điểm buôn bán trái phép, tình trạng kinh doanh trái phép lại tái diễn ở hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Thậm chí, các địa phương đã tạo điều kiện bố trí địa điểm kinh doanh mang tính ổn định lâu dài nhưng vẫn không giải quyết được tình hình. Trên địa bàn Quảng Tâm thì vẫn xảy ra một số hộ gần khu vực là bờ sông và người ta lợi dụng cái tấm đan đậy lên nắp mương để người ta họp chợ cái khu vực đấy. Về phía chính quyền địa phương thì cũng đã triển khai và giao cho lực lượng công an, lực lượng quy tắc tổ chức thực hiện việc giải tán, nhưng mà cái việc mà nhân dân, cái ý thức của người dân chưa được cao, cho nên cái việc mà tái lấn chiếm ở những khu vực chợ cóc này vẫn còn diễn ra. Việc dẹp bỏ chợ tạm, chợ cóc chủ yếu phụ thuộc vào ý thức chấp hành quy định pháp luật của người dân. Nhưng nếu người dân không tự giác tuân thủ thì các địa phương cũng cần phải tính đến việc áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm khắc để đảm bảo sự nghiêm minh và công bằng. Nhưng trên thực tế, điều này vẫn chưa thực hiện được. Điều đáng nói là khi xảy ra tình trạng tái diễn họp chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn thành phố Thanh Hóa,
vẫn chưa có người đứng đầu Ủy ban dân xã phường nào đứng ra nhận trách nhiệm, khiến việc xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc, chợ tạm của Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa vẫn chỉ là câu chuyện nửa vời. Được triển khai từ năm 2004, nhưng sau 15 năm, dự án xây dựng khu tái định cư tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, hay còn gọi là mặt bằng 204, vẫn chưa được hoàn thiện hạ tầng, gây nhiều khó khăn cho người dân. Năm 2004, chủ đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, mặt bằng 204 là Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, bắt đầu triển khai đền bù, giải phóng, san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, toàn bộ hạ tầng như đường giao thông, điện, nước vẫn chưa được xây lắp, không đảm bảo các điều kiện phục vụ đời sống. Để làm nhà, ổn định cuộc sống, các hộ dân phải chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu đồng để làm đường bê tông, kéo điện, nước từ nơi khác về nhưng thiếu đồng bộ, không đảm bảo chất lượng. Như vậy là gia đình thì nó tóm lại coi như là bỏ một số tiền ra làm điện nước rồi hè rãnh, cống rãnh trước nhà thì cũng bỏ ra một số tiền lớn. Cho nên là nó thật ra nói là bây giờ là gia đình cũng làm cái khó khăn. Bức xúc trước thực trạng trên, nhiều lần người dân ở mặt bằng 204 cũng như các hộ dân sinh sống khu vực liền kề gửi đơn kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, nhưng dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Bản tin 18:30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 năm 2019, linh kiện phụ tùng ô tô được các doanh nghiệp nhập về Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 5 với 357 triệu đô la Mỹ, tăng 39 triệu đô la Mỹ so với một tháng trước đó. Lũy kế 5 tháng, Việt Nam đã chi hơn 1,65 tỷ đô la Mỹ để nhập linh kiện phụ tùng ô tô về lắp ráp trong nước, tăng 20 triệu đô la Mỹ, khoảng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam nhập 481 triệu đô la Mỹ linh kiện phụ tùng ô tô từ Hàn Quốc. Thị trường cung cấp thứ hai cho Việt Nam là Nhật Bản với 300 triệu đô la Mỹ, đứng thứ ba là Trung Quốc với hơn 290 triệu đô la Mỹ, đứng thứ tư là Thái Lan với 247 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo tại hội nghị khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu đồ gỗ cứng sang Mỹ, Việt Nam đang là thị trường đứng đầu Đông Nam Á của ngành công nghiệp gỗ cứng xuất sang Mỹ với tỷ trọng xuất khẩu chiếm tới 77% toàn khu vực. Năm 2018, xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào Mỹ đạt 3,6 tỷ đô la, riêng 5 tháng đầu năm nay đã đạt gần 1,9 tỷ đô la. Mỹ còn là nhà cung cấp gỗ nguyên liệu số 1 Việt Nam, với sản lượng khai thác gỗ không dưới 300 triệu mét khối gỗ một năm. Ngành công nghiệp chế biến gỗ hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, với mục tiêu phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 20 tỷ đô la vào năm 2025. Hàng loạt bộ ngành như Bộ Công Thương, Tài chính, Tổng cục Thuế đang vào cuộc điều tra, giả soát, đánh giá thông tin báo chí phản ánh về vụ việc của công ty Asanzo. Theo đó, các bộ ngành sẽ rà soát lại việc công ty Asanzo nhập khẩu các sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán tại Việt Nam. Tổng cục Thuế cũng được giao rà soát công tác quản lý thuế và các nội dung liên quan khác đối với công ty cổ phần điện tử Asanzo. Tổng cục Hải quan tổng hợp trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 7. Trong khi đó, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các cục vụ viện có liên quan tiến hành kiểm tra rà soát công tác quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này. Sau 7 năm thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, theo Bộ Y tế, số người bị phơi nhiễm với khói thuốc tự động đã giảm đáng kể ở tất cả các địa điểm. Sự cải thiện lớn nhất là ở khu vực công cộng, trường học và nơi làm việc. Tuy nhiên, tỷ lệ hút thuốc lá vẫn còn cao ở các quán bar, cà phê, nhà hàng. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, cao gần gấp 4 lần so với số ca tử vong do tai nạn giao thông. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ người hút thuốc lá xuống còn 39% vào năm 2020 thay vì 45,3% năm 2015. Ngày 25 tháng 6, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu, khiến giao thông hỗn loạn và bị tê liệt trong nhiều giờ. Trên một số tuyến đường với lưu lượng mưa lớn, cống thoát nước gần như không có tác dụng do quá tải và bị rác bít miệng cống, khiến mặt đường bị ngập sâu. Lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã phải dùng xe chuyên dụng hỗ trợ chở xe của người dân thoát ra khỏi khu vực ngập. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Mọi thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.